Rồi, chào anh em và các bạn, chúc hết tất cả anh em và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Bữa nay thì ngày nào cũng vậy nha các bạn, mình rảnh thì mình mới quay, còn có những bữa mình không có thời gian thì mình không có quay được. Hôm nay mình cũng đi gieo giống. Bữa nay là mình giao 4 xe nha các bạn. Thì hiện tại thì cái vụ đông xuân nó cũng cận kề rồi, cũng chuẩn bị là bà con nông dân cũng chuẩn bị xuống giống ở cái khu mình, còn một số cái khu khác thì trễ hơn. Thì hiện tại thì mình có bán các cái giống lúa như ST2425, RVT, Đại Thanh 8, OM18, OM5451, OM380, OM34, 4900, IR504. Thì anh em và các bạn nào có cái nhu cầu mà giống đông xuân đó thì cứ alo em qua số điện thoại 0939 17 17 17, em tên Hậu nha các bạn. Thì đối với về cái giống thì em bán quanh năm nha các bạn. Em bán quanh năm. Thời điểm nào cũng có hết. Em bán quanh năm. Rồi thôi, chào tất cả anh em và các bạn. Rồi, cảm ơn hết tất cả anh em và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ giống của em.